Không. Giới thiệu với các bạn, đây là bộ đồ chơi Plants and Zombies. Bộ này gồm có 5 nhân vật nhá. Nhân vật này là quay bấm các này, bấm đằng sau này, quay các mặt này, nó gồm có 4 mặt nhân vật ạ. Rồi, con này là phát sáng, con này chơi bình thường, hai con này là bắn nhá. Mình đã lắp đạn sẵn rồi, mình sẽ chơi thử. Rồi đạn nào. Đó. Con này mình lắp đạn sẵn rồi này.